Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới chỉ còn tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,19%, giao dịch ở mức 2.383,6 đô la Mỹ trên một ounce. Như vậy là giá vàng trên thị trường thế giới đã quay đầu hạ nhiệt khá mạnh so với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 106,02 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 64.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,585% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống tăng, đứng ở mức 83,2 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trước khi quay đầu hạ nhiệt, giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng vọt trong phiên trưa nay theo giờ Việt Nam sau khi có thông báo về vụ tấn công ở Iran, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn và làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra giữa Iran và Israel, thị trường tài chính trên toàn cầu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong cuối tuần qua, Iran đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel bằng cách sử dụng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa nhằm đáp trả cuộc tấn công vào lãnh sự quán của nước này ở Syria. Đến sáng hôm nay 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, có nghĩa là vào tối ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, đài ABC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tên lửa của Israel đã tấn công trả đũa một địa điểm tại Iran. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại một sân bay ở thành phố Isfahan của Iran nhưng chưa rõ nguyên nhân. Về phía Israel sau đó thông báo với Mỹ rằng đây chỉ là một cuộc tấn công có giới hạn. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã tạo ra sự lo lắng đối với các nhà đầu tư và họ đang tìm cách tránh xa các tài sản rủi ro hơn và tìm kiếm sự an toàn bằng việc đầu tư cũng như là tích trữ vàng. Phát biểu về việc giá vàng tăng vọt do căng thẳng địa chính trị, theo Kolesa, giám đốc của Karma Jewelry, hãng trang sức lớn ở khu vực Ấn Độ và Trung Đông, cho biết về cơ bản, xu hướng giá cả không ổn định của kim loại quý đã đạt mức cao mới trong bối cảnh xung đột Iran và Israel gần đây. Điều này đã dẫn đến cho các nhà đầu tư rút khỏi những con đường rủi ro hơn và tái đầu tư vào vàng. Và ông nói thêm, trước khi xung đột giữa các quốc gia tiếp tục leo thang, diễn biến giá vàng trên thế giới sẽ tiếp tục biến động và rất khó lường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Tại cuộc họp quý 1 năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào ngày hôm nay tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trả lời câu hỏi về việc tổ chức đấu thầu vàng nhằm bình ổn thị trường vàng trong nước. Cụ thể, theo ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối cho biết, hiện tại Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị hoàn tất các khâu cho công tác đấu thầu vàng. Việc đấu thầu sẽ được tiến hành trong ngày thứ hai tuần tới, tức là ngày 22 tháng 4, ông Tuấn thông tin. Đồng thời, ông Đào Xuân Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chủ trương đấu thầu vàng cho 15 tổ chức doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, thời gian dự kiến là cuối ngày hôm nay 19 tháng 4. Về chính sách quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, theo ông Đào Xuân Tuấn, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng về công tác tổng kết Nghị định 24 năm 2012 NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét đến việc nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ. Như vậy là sau 11 năm, kể từ phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ quay trở lại việc tổ chức đấu thầu vàng miếng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo trước một ngày đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu, các đơn vị tham gia có 30 phút để quyết định khối lượng cũng như là giá mua. Một tiếng sau khi đóng thầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố kết quả. Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc muộn nhất vào 17 giờ ngày đấu thầu. Trở lại với bảng giá vàng trong nước, sau thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng trong ngày thứ hai tuần tới đã khiến cho giá vàng miếng chìm trong sắc đỏ, riêng mặt hàng vàng nhẫn 4 số 9 lại có diễn biến bất thường. Cụ thể, sang đến chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 84,8 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,8 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì giảm 300.000 đồng trên một lượng so với cuối ngày hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Mỹ Hồng giảm 200.000 đồng trên một lượng so với giá đóng cửa hôm qua, hiện tại đã được mua vào ở mức 82,1 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,6 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của mặt hàng vàng miếng SJC đã được các doanh nghiệp rút ngắn xuống mức 2 cho đến 2,25 triệu đồng trên một lượng.
xuống còn 1,5 đến 2 triệu đồng trên một lượng so với vùng đỉnh đạt được là 85,5 triệu đồng trên một lượng vào tuần trước. Đến nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã bay hơi khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng trên một lượng tùy doanh nghiệp. Giá vàng miếng SJC đảo chiều đi xuống do tác động từ việc tăng nguồn cung của ngân hàng nhà nước trong tuần tới. Nhiều nhà đầu tư vàng chuyên nghiệp cho rằng động thái tăng nguồn cung vàng miếng SJC cho thị trường chắc chắn sẽ khiến giá vàng miếng hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC giảm đến mức nào lại phụ thuộc vào số lượng vàng được cung ra thị trường. Nếu giá đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước đưa ra quá cao khiến 15 đơn vị tham gia đấu thầu khó vươn tới thì việc giá vàng miếng giảm chỉ mang tính chất nhất thời. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn bộ số 9 lại bất thường khi có nơi tăng, có nơi giảm trái chiều. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối cùng của bản tin này. Còn với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.133 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.473 đồng trên đô la Mỹ, tăng 33 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm qua. Còn với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.680 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.760 đồng trên đô la Mỹ, tăng 160 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 90 đồng trên đô la Mỹ bán ra so với giá kết thúc ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC vẫn duy trì trong xu hướng giảm, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xu hướng tăng. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 8.180.000. Bán ra 8.380.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.170.000, bán ra 8.370.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán. Pinsi Hồ Chí Minh và Pinsi Hà Nội mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.140.000, bán ra 8.370.000, giảm 40.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.190.000, bán ra 8.380.000, tăng 5.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.210.000, bán ra 8.360.000, tăng 20.000 ở chiều bán ra, chiều vào không có thay đổi. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.150.000, bán ra 8.350.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng TP Gold mua vào 8.170.000, bán ra 8.370.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác thời điểm này vẫn duy trì là giảm 300.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. SJC Huế mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. SJC Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này duy trì đà tăng và đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.480.000, bán ra 7.670.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.470.000, bán ra 7.600.000. Vàng 24K mua vào 7.324.8.000, bán ra 7.524.8.000. Vàng 18K mua vào 5.465.6.000, bán ra 5.715.6.000. Vàng 14K mua vào 4.196.2.000, bán ra 4.446.2.000. Vàng 10K mua vào 2.934.5.000, bán ra 3.184.5.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.